Đây phải gọi là một trải nghiệm, không biết là dở khóc dở cười hay là dở cái gì nữa, hoặc là dở hơi khi mà đi review, đi tham quan theo quảng cáo trên mạng. Thế thì vì tôi ở gần Quảng Ninh, thành thử ra là trong ngày lưu trú ở đây thì ở trên mạng thấy rằng ở gần chỗ tôi ở là có một cái quảng trường, thấy quảng cáo ở trên trang của chính quảng trường này là có hoạt động nọ hoạt động kia, và ảnh chụp lên thì rất là đẹp. Vẫn biết rằng quảng cáo thì thực ra nó chỉ là quảng cáo thôi, nhưng mà vì mình ở gần đó, thành thử ra mình phải đến xem. Đây rồi, đi vào trong cổng rồi. Nhìn ở ngoài thấy ít người, trông thấy có vài người mà còn đùi. Đi đi lại lại thì mình đã nghi rồi, bởi vì là đi chơi, kể cả đi hội ở buổi tối thì người ta nhiều khi ăn mặc rất là đẹp, chứ không có những cái quần đùi mà nó nhăn nhúm như thế. Đấy, lại thấy một cái xe buýt đi vào, trông nghi ngờ. Thì cái cổng vào thì khá là đẹp. Đấy, có rất là nhiều, nó là họ đã làm một cách rất là chi tiết, như một cái cổng hoa. Và khi mà có gió vào thì những cái họa tiết ở trên này là nó rung rung. Vào đây thì hơi nghi ngờ rồi, nhưng mà thôi, tại vì mình làm việc ở nhà quá nhiều, mặc dù thì được hưởng gió biển nhưng mà nhiều khi cũng phải đi chỗ nọ chỗ kia. Thôi thì coi như một lần đi thử xem là như nào. Thì phải nói là thế này, khi vào thì thấy là vắng lặng, trông có vẻ hơi liêu trai chí dị, nhưng mà vẫn phải thấy là đây là một khu khá là đẹp. Khá là đẹp, bởi vì có thiết kế hẳn hoi và cẩn thận. Đấy, nhìn màu sắc xanh đỏ tím vàng, trông thì nói thực ra là hơi 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 sến, nhưng mà thôi, có còn hơn không, bởi vì nó là như này này. Người Việt Nam mình họ quen sến rồi, sến súa. Vì sến cho nên là cái nhạc Vinh Sử, cái nhạc Ba Lăng Nhăng, anh nghèo kim cương lăng nhăng gì đấy thì vẫn sống được. Thôi thì mình cũng không nên chê bai quá nhiều. Và đối diện, đối nghịch với cái không khí gọi là ma quái ít người, thì phải nói là đây là một khu đấy, Marina Square, Square gì đấy, tôi thì tôi không biết tiếng Anh. Đấy thì cái biển hướng dẫn nó cũng rất là đẹp. Đấy. Và dự định của chủ đầu tư ở đây thì chắc chắn là thành một khu phố châu Âu rồi. Kiểu châu Âu thôi. Châu Âu chứ không phải châu Đốc. Thế thì nhìn những ngôi nhà thiết kế kiểu Pháp cổ đấy, nhưng mà hiện đại lên thì trông nó rất là đẹp. Và nghe nói, xem trên mạng thì mỗi một căn nó cũng phải từ mười mấy tỷ cho đến hai mươi mấy tỷ tùy vị trí. Đấy, nhìn cái biển phố đi bộ, trông rất là lừa đảo. Phố đi bộ nhưng mà chỉ có vài người, thỉnh thoảng thì có những người, người ta chạy thể dục xung quanh đây. Chả hiểu người ta chạy thể dục xung quanh đây làm gì, khi mà ở ngoài rất là nhiều đường mà bao biển. Chắc là họ để luyện khả năng đối chọi với ma. Ở đây thì có một cái đài phun nước nhưng mà chẳng hoạt động gì cả. Hoạt động thì làm gì, bởi vì là làm gì có ai đâu. Chiều như căn nhà rõ ràng là mới xây, thành thử ra trông vẫn còn đẹp. Chứ còn nếu mà nó để lâu rồi ấy, mà không có tu sửa gì, trông cũng có vẻ âm hưởng phim ma lắm. Thì phải nói là cái khu này thì cái tập đoàn này họ đã xây dựng cũng từ là khá lâu rồi. Họ không có dự định biến nó thành một cái khu vui chơi và nghỉ dưỡng rồi thì sinh hoạt, những cái nhà shop house ở đây. Và phải nói là họ thiết kế khá là đẹp. Tuy nhiên, vì thời gian thiết kế là trước cái dịch Covid-19, mà cái đại dịch này thì nó khủng khiếp lắm, nó làm cho nền kinh tế của cả thế giới vẫn còn bị ảnh hưởng rất là nặng nề, chứ chưa nói gì đến một cái phường ở Hạ Long mà lại không phải là giáp hẳn là về Bãi Cháy mà về phía Hùng Thắng. Nhìn thì trông rất là hợp lý, và những cửa hiệu, và phải nói là nếu như mà ở đây mà có những hoạt động để thu hút khách về thì cũng không kém phần là đẹp đẽ sôi động đâu. Nhưng mà nói thật ra là bây giờ để hút khách về thì hơi khó hút người về, bởi vì nói thẳng ra là cũng mấy người còn tiền đâu. Người giàu người ta giàu lắm rồi. Thế còn người nghèo như kiểu mình ngồi viết lách lăng nhăng thì chắc là mơ không được. Tôi đã cố chọn những cái góc mà trông có vẻ đẹp nhất rồi, nhưng mà vì là thành phố, khu đô thị này nó chưa lên đèn đầy đủ, chỉ có đèn ở ngoài, đèn hắt thôi, thành thử ra là trông vẫn hơi âm u. Nhưng mà nói chung là nếu như mà âm u như này, không ít hoạt động như này thì mọi người cũng thôi đừng quảng cáo nhiều trên mạng những hoạt động nọ kia làm gì. Chịu khó đầu tư, nghĩ thêm chiêu trò để cho có thêm nhiều hoạt động đi. Tất nhiên là việc nghĩ ra chiêu trò thì vừa khó, và khi nghĩ ra rồi thì cần phải tiền đầu tư, nhưng mà mình phải nghĩ thôi.
Ở đây này, những cái cột, những nhà, những cái phía ngoài của nhà trông cũng rất là đẹp. Và đường phố rõ ràng có thiết kế, nhìn trông nó cũng rất là sáng sủa và có quy hoạch. Nhưng mà vẫn rất là không có hoạt động gì. Mà rõ ràng trên mạng là mình nhìn thấy nhá, có hoạt động này, hoạt động khác. Thì mình đến nơi mình bảo đi gần được nửa đường rồi, không thấy gì cả. Rõ ràng là giữa quảng cáo và sự thật là một cái chuyện rất là khác. May mà vì tôi ở gần đây, chứ nếu mà tôi ở nơi xa đến thì rõ ràng là sự thất vọng nó sẽ trào dâng. Nhưng mà cái sự thất vọng này thì hoàn toàn mình có thể hiểu được. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta cũng có quảng cáo lên là quá đâu. Đấy, thế nhưng mà bây giờ là như này, để cho có nhiều hoạt động thì rõ ràng phải cần nhiều thứ hơn nữa. Đấy, đi suốt cả một cái dọc đường dài rồi mà vẫn chỉ thấy vài người lơ phơ. Và nói chung là nếu như mà không có đèn này thì trông cũng ma quái lắm. Thỉnh thoảng ví dụ như là ai mà yêu bóng vía thì nhìn vào có con ma tóc dài, có con ma chơi, rồi thì ma gà mà nó nhảy ra thì thôi. Thỉnh thoảng thì tôi cũng đi ở trong những quanh những khu này là để xem. Đây này, đến cái chỗ này rồi thì rõ ràng nhìn thấy nhá, là khu đô thị này họ có thiết kế đàng hoàng. Có những nơi treo ở trên là ô, thì ở đây là như kiểu những cái lá hay sao. Mình mắt kém chả nhìn rõ, trông hai cái này trông như cái sớ chiêng. Cái này thì trông hơi xấu, hai cái lá, hai cái vào. Trông như là cái sớ chiêng của một cái bà già. Nhưng nói chung là có thiết kế, và điều đấy thì là mình ghi nhận. Đây, đi gần đến ra đến bờ biển rồi mà chưa thấy có hoạt động gì. Ở phía bên này này, có một cái hoạt động. Phía bên đấy có một hoạt động nhỏ nhỏ, nhưng mà là do là có trẻ con hoạt động. Thành thử ra là tôi không quay, để vì làm sao? Mình không thích quay trẻ con khi chưa được phép và cố gắng tránh sử dụng hình ảnh trẻ con. Thì đây, ra đến cuối thì là khu này giáp với cả cái tòa nhà à la carte. Viết theo kiểu tiếng Pháp à la carte. Tôi thì tôi biết một chút tiếng Pháp, thành thử trong những clip của mình thì tôi hay nói đọc tiếng Anh sang kiểu tiếng Pháp. Mà kệ thôi, mình việc gì phải biết tiếng Anh, bởi vì tiếng Anh đối với tôi cũng là một thứ tiếng nó rất là vớ vẩn của mấy người dân đảo. Thế thôi, tôi thì tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc. Đấy, ra đến khu này rồi thì đẹp. Khu à la carte này thì khách khứa nó đông hơn, người ta thuê nhà nghỉ dưỡng nhìn xuống bãi biển. Nhưng mà khu quảng trường này thì rõ ràng là không có hoạt động gì. Tuy nhiên là cũng chưa đến nỗi đâu, bởi vì là hy vọng là vài năm nữa thôi, khi mà kinh tế khởi sắc thì khu này với những hoạt động, và quan trọng là phải có một cái mưu mẹo gì, thì biết đâu là khách đó đến lại đông. Lúc đấy thì không có những cái cảm giác như này nữa đâu. Người ta nói là nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy chốc. Chỉ cần một người nào đó mà có một cái sáng kiến hoặc là dám làm thì nhiều khi là có hoạt động ngay. Cái đó thì mình là một cái người sáng tác thông thường, là nhà văn, nhà biên kịch, cho nên là tôi cũng chỉ chém gió đấy thôi. Chứ còn tôi mà biết thì tôi đã chuyển sang làm việc khác rồi. Và đây, bây giờ là lúc tôi quay trở lại đường cũ để nhìn lại. Thôi thì hy vọng rằng là sau một thời gian ngắn nữa thôi, 1-2 năm tới, khi mà mình trở lại rồi thì quảng cáo nó sẽ còn không được như ở ngoài đâu. Hy vọng là như thế. Còn bây giờ thì quảng cáo chỉ là quảng cáo, và có thể đặt cái tít là đi chơi theo quảng cáo trên mạng và cái kết. Tuy nhiên cái kết này thì bình thường chẳng có cái gì đắng cả, vui thôi mà.